Rồi, vô. Xăng đúng không? Xăng đúng không? Đi hai đứa xin cho mấy anh em đi cho anh em tự nhiên bắt đi ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cởi áo lên đi, cởi áo lên đi. Vô từ từ, từ. Đây, từ, cái chân sao? Có đau chỗ nào không? Cái sống có đau không? Tự mình biết. Em có bằng tay rồi em đi. Tay hết đúng không? Rồi từ từ. Cái dành nhiều lắm nha. Rồi để tháo dây ra hết rồi hả? Lên lấy chéo rồi. Lên lên. Rồi, ổn đây. Rồi. Rồi. Ok. Được không? Được không? Long ơi. Long đứng đây Long, Long. Rồi. Rồi tháo đồ ra cho nó, tháo đồ cởi đồ cho nó. Rồi sao em nghĩ sao? Một pha đầu đời chắc là tuyệt vời. Mai bay nữa nha Long. Ok. Quá ok. Mai 120 30 phải cái lục của phải ai? Phải cái lục chân với hộp. Bỏ tôi. Tôi chém mà, tôi chém cha. Chém mà. Cái vàng nó cứng nó mới lật lại, không là nó giữ là nó không có nó sụp lại. Đi chạy đi vô vô trong. Đi trong đi. Rồi em cắt, rồi cắt ha, rồi chạy vô anh em đó, nhiều lắm người thôi nha, không ai vô nữa nha, không ai vô nữa nha. Thôi có cái anh có ý kiến anh này nữa nha, cái anh này bên y tế. Dạ đúng rồi. Rồi đó anh bên mấy bác sĩ sẽ cho mình cái phải cần cái à biết rồi. Là bên kia. Chưa biết chút lịch. Còn nó bất tỉnh á thì lúc đó là mình tốc hành cạy cái cửa này rồi ai mới chui vô. Ok. Không là em cửa đó cánh cửa đó đó là bên này đó. Với lại là có bác sĩ mà sau lưng nữa kìa, đó. Nói xe cứu thương này kia nọ cũng chuẩn bị có anh nè, cái bác sĩ nè, anh qua đây anh nè, nè nè không biết rồi giờ mình nói chuyện ảnh rồi đó, thì ảnh sẽ ra anh sẽ thấy cùng với phục phối hợp thấy cây nồng này. Khi mà cắt cho chạy ra đi làm đứng này thì tôi sẽ khi nó cắt tôi chạy ra thì hiện với nó ok thì ok, tất cả đều bình thường. Còn nếu như trường hợp mà nó bất tỉnh anh ra mà lấy luôn đi em. Cái cửa nào thì mở cửa này vô thì lúc đó là bên này rồi cho tổ nha, cắt cái nóc này cho tôi xếp cái nóc gì đó, cái cắt thì sơ cứu tại sợ nó chấn thương như thế nào. Lúc đó là bác sĩ và chiếc xe kia phải nổ máy. Ok, nổ máy là bác ha. Ok. Em cho cái xe kia nổ máy luôn nha. Hôm nay bác sĩ đó, bác sĩ lo. Mình. Xe kia. Được. Chứ đây là đây vô giữa mẹ rồi nè. Cái tâm con đây nè. Là nếu mà con để thẳng lại vô giữa xe là nó bay lên. Ok. Lâm nữa.
Phải lấy cái thùng này nè, thấy cái thùng này nè. Đường thẳng lại. À. Đi hai đường xin cho mấy anh em đi đi cho anh em tự nhiên bắt đi ra. Nhi với nghe anh Thịnh nữa không có giờ làm ăn gì được. Chú 20 chục cái đại. Đi đâu vậy? Đạo diễn mai mốt là không có được, chú 20 30 nha. Đây. Quá xuất sắc. Rồi tiếp luôn ăn. Tao con Panacan ra giùm. Thôi 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 thôi, mình tỉnh đi. Anh hai ngồi ra rồi. Chứ ngồi hai ngồi ra. Chú Nam ơi. Chú Nam ơi. Chú Nam ơi. Vô nhà mới vô, mấy lần vô. Là từ từ có chuyện cắt cổ đó.
rồi cắt dây cho nó đổ ra. Rồi từ từ cắt cái dây. Hít thở đều qua thả lỏng, hít thở đều. Cởi áo lên đi, cởi áo lên đi. Vô từ từ, đây từ từ, cái chân sao? Có đau chỗ nào không? Cái sống có đau không? Tự mình biết. Để em có bằng tay rồi mà em đi. Tay hết đúng không? Rồi từ từ. Dành nhiều lắm nha. Rồi để tháo dây ra hết rồi hả? Lên lấy kéo kìa. Long đứng đây, Long. Rồi. Rồi tháo đồ ra cho nó. Tháo đồ, cởi đồ cho nó. Rồi sao em nghĩ sao? Một pha đầu đời. Chắc là tuyệt vời. Mai bay nữa nha Long. Ok. Quá ok. Mai 120 30 phải cái lục của ai? Phải lục Trần Như Hục. Bỏ tới. Chém mà tôi chết cả. Chém mà. Cái vàng nó cứng nó mới lật lại không là nó giữ là nó không có nó sụp lại. Đi chạy đi vô vô chấm. Đi chấm đi. Rồi and cut. Rồi cut ha. Rồi bay vô anh em đó. Nhiều lắm người thôi nha. Không ai vô nữa nha. Không ai vô nữa nha. Thôi có cái anh có ý kiến anh này nữa nha. Cái anh này bên y tế. Dạ đúng rồi. Rồi đó, anh bên mấy bác sĩ sẽ cho mình cái cần cái à, biết rồi. Là làm bên kia. Chưa biết chút lịch. À. Lúc mà ảnh chạy ra, còn nó bất tỉnh á thì lúc đó là mình tốc hành cạy cái cửa này rồi anh mới chui vô. Ok. Không là em cửa đó cánh cửa đó đó, là bên này đó. Với lại là có bác sĩ mà sau lưng nữa kìa, đó. Nói xe cứu thương này kia nọ cũng chuẩn bị có anh nè, cái bác sĩ nè, anh qua đây anh nè, đại sứ nè, không biết rồi giờ mình nói chuyện ảnh rồi đó, tại vì ảnh sẽ ra, ảnh sẽ là ảnh sẽ thấy cùng với phục phối hợp thấy cây nồng này. Khi mà các cho chạy ra đi, làm đã này, được thì tôi sẽ khi nó cắt thì chạy ra thì hiện với nó ok thì ok, tất cả đều bình thường. Còn nếu như trường hợp mà nó bất tỉnh anh cha mà lấy cái sản giùm em luôn đi anh. Cái cửa này thì mở cửa này vô thì lúc đó là bên này đời tổ nha, cắt cái đốc cho tôi xếp cái đốc gì đó, cái cắt thì sơ cứu tại sợ đến vết thương như thế nào đó. Lúc đó là bác sĩ và chiếc xe kia phải nổ máy. Ok, nổ máy là bác ha. Ok. Em cho cái xe kia nổ máy luôn nha. Hôm nay bác sĩ lo. Xe kia